tiếp đó là phải dùng lọc sau là tao đổ rõ nét. Nguyên tắc, nguyên tắc, nguyên tắc. Dán vui hiểu dễ. Dạ, nhưng mà phải lo thịt lên tiếp nha. Lại ngủ. Lại lấy tí này. Lấy, lấy, lấy. Dạo là... cái hồng sáng giọng ông Bảy Duy Túc. Dạo phải không? Giới thiệu xong rồi. Chào các bạn nhé. Anh Lâm. Mình phải giới thiệu là bữa nay là một vui hay trong một căn bản hay gì đó. À vậy anh Lâm à. Tao phải tiếp tiếp nha. Tiếp nè. Phát đi. Đó. Mày chim đi. Chim. Lộm 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 lộm. Con lấy chim thôi. Chim nha. Lấy chim nha. Lấy chim. Đừng có lấy chim. Cũng má. Chưa có rất vui chuyện. Hôm nay con quay được không đấy? Nhìn được. Được, nó được, được, nó được, nó được, chú Sáu chặt ra 1.000k luôn đó. Nãy giờ nó đưa lên trực tiếp luôn, theo ông ngoại. Ấy, chú Sáu 1.000k chứ. Ai đó live stream trực tiếp. Chú Sáu được nhiêu ca con? Chưa được kiện cái. Đâu con quay không mà. Ủa chú có bình luận hả? Rồi vô. Chưa. Đang vô bản gì, tiết ca, tiết ca. Để chú Sáu 1.000k đó là lũng, là cha con mấy con. Bây giờ anh Tân. Bây giờ mời nữa cả đó, giờ không làm thiết về không thiết luôn à? Không thiết chơi luôn quá chơi mà nó thiết cặt gì không qua rồi chơi chơi còn nào bất lầm qua đây tao ơi đâu bình thường không không đã về chờ ông đi về đó mà con đang quay đây không mà chưa có ăn mà chưa đó đang lên đi thì sao 1.000 cao rồi 1.000 like hả triệu like hả à, 1.000 triệu like con